cảm vào những video tiếp theo của mình. Sáng nay thì mình với ba mình đi lên đồng để thu hoạch bí đao. Mời mọi người theo mình để xem thu hoạch bí đao nha mọi người. Hiện giờ thì mình chạy tới ngã tư của kênh Cỏ Lau ấp Phú Lợi rồi mọi người. Rồi bây giờ mình chạy lên cái kênh nhỏ để mình lên tới đất của mình. Này nước cũng đang chuẩn bị lớn đó mọi người, nên lục bình hơi nhiều, nhưng mà ở chỗ cái cửa vô này thôi. Qua hết khúc này là cũng hết lục bình rồi. Cái bên tay trái của mình là có cây lục bình là người ta chắc trà, còn bên đây là cái chài để người ta cắt để nghỉ trưa, ta làm gãy ở đó đó mọi người. Rồi trên tay một đống trà nữa, đống trà này khi người ta dở ra thì người ta cũng thải lục bình ra ngoài, nên lục bình nó nhiều, lúc mà nước lớn nó gồng nó chẹt lại mình chạy lên khó. Đây là của người ta đi đồng. Rồi, tới rồi mọi người ơi. Tới đất mình đang làm rồi. Cái này nước nó gồng đang cũng chuẩn bị lớn đó mọi người. Thường thường nước lớn là lên tới cái mí cỏ trên này. Mình đậu xuồng đây là mình bước lên nó nhanh hơn. Còn bây giờ thì nước chưa lớn nên là mình phải đậu xuồng đây, rồi mình lậu qua xịn mình lên trên đây. Hơi khó khăn chút xíu. Rồi, tới đám bí mình trồng rồi mọi người ơi. Bây giờ mình đi chuẩn bị bẻ bí nha. Mình dùng cái cây này để mình kiều ba cái lá bí ra đó mọi người, để mình tìm để bí nó che, nó lá nó che cái bí là mình không thấy. Phía trước là ba mình đang bẻ. Bí này mình mới bẻ cửa đầu rồi mọi người, nên trái cũng ít. Rồi đây một trái. Trái này là nói chung cũng được rồi, nhưng mà chưa được đẹp lắm. Rồi mình để ngoài trống này đi, mình đi bẻ tiếp, rồi chút mình quay lại mình gom nha mọi người.
bây giờ mình đi gom bí mọi người, gom bí lại để mình đem về. Bởi này mới bẻ cửa đầu rồi cho nên mọi người đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye mọi người.